Nếu như 6 tháng đầu năm vẫn đạt chỉ số tăng trưởng ở mức cao, thì sang quý 3 và quý 4, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc của tỉnh đang phải đối mặt với không ít khó khăn do nhu cầu thị trường giảm đáng kể. Cụ thể, trong tháng 10, xuất khẩu may mặc tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số tăng trưởng này chỉ đạt 5,6% trong tháng 11, với giá trị xuất khẩu đạt 40 triệu đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ngành may mặc của tỉnh đạt 433 triệu đô la Mỹ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo thời điểm còn lại của năm và thời gian tới, ngành may mặc vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột Nga-Ukraine và chính sách Zero Covid của Trung Quốc, đòi hỏi ngành may mặc phải chủ động hơn từ nguồn nguyên phụ liệu cũng như vấn đề tiếp cận thị trường mới. Đồng thời, cần sớm hoạch định chiến lược dài hơi trong việc chuyển dần trọng tâm sang khai thác thị trường còn nhiều dư địa trong nước.